thư ở trẻ em, một bệnh lý ác tính tuy hiếm gặp hơn người lớn nhưng vẫn xuất hiện một tỷ lệ nhất định. Cuộc chiến chống ung thư ở trẻ em là cuộc chiến của cả bệnh nhân, người nhà, bác sĩ và cả cộng đồng. Tuy vậy, sự nhiễu loạn thông tin về bệnh, đặc biệt là thông tin trên mạng, khiến cho việc điều trị và chăm sóc gặp nhiều khó khăn, làm gia tăng nguy cơ biến chứng, thậm chí mất cơ hội điều trị thành công. Với thực trạng trên, một nhóm các bác sĩ và kỹ sư đã viết một ứng dụng hết sức hữu ích với tên gọi HBU hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Chính xác, hữu ích, chi tiết, dễ hiểu, thân thiện, đó là những tính năng nổi bật của ứng dụng này. Ứng dụng HBU là gì? Tính hữu dụng với bệnh nhân ung thư ra sao? Hãy tìm hiểu về HBU hỗ trợ bệnh nhân ung thư qua chương trình Sống khỏe hôm nay. Cũng như ung thư ở người lớn, ung thư trẻ em là sự phát triển ngoài tầm kiểm soát của tế bào trong cơ thể. Gần 50% bệnh ung thư ở trẻ em là ung thư máu hoặc ung thư hạt lympho và gần 25% là u não và hệ thần kinh trung ương. Không giống như nhiều bệnh ung thư ở người lớn, ung thư ở trẻ em không liên quan nhiều đến lối sống hoặc các yếu tố nguy cơ trong môi trường. Ung thư ở trẻ em có xu hướng tiến triển nhanh hơn và ác liệt hơn ung thư ở người lớn. Vì sự phát triển và lan rộng nhanh chóng hơn, ung thư ở trẻ em thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn hơn, tiến triển hơn so với ung thư người lớn. Vào thời điểm chẩn đoán, 80% trường hợp ung thư trẻ em đã lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Tuy nhiên, điều rất đáng mừng là trẻ em đáp ứng rất tốt các phương pháp điều trị Tây y như hóa trị, xạ trị hay phẫu thuật. Tỷ lệ điều trị thành công của ung thư trẻ em cũng cao hơn hẳn người lớn. Hơn thế nữa, trong quá trình điều trị, trẻ em thường không có nhiều vấn đề sức khỏe khác mà người lớn hay bị mắc kèm. Trẻ em thì bây giờ đã được sự quan tâm rất lớn của nhà nước và cái ngành y tế. Thì bây giờ cái tỷ lệ trẻ em bị ung thư này được phát hiện là càng nhiều và càng sớm. Thì ở đây chúng tôi đã tiếp nhận thu dung và điều trị tất cả các loại hình ung thư ở trẻ con. Từ cái loại là ví dụ như ung thư máu, cái thể lympho hoặc là ung thư bạch cầu cấp dòng tụy, rồi những cái loại u đặc vân vân, thì tất cả chúng tôi đều tiếp nhận và để điều trị một cách có bài bản. Và trong những cái thời gian trở lại đây thì chúng tôi đã được tiếp cận những cái phác đồ điều trị, những cái quy trình điều trị tiến triển trên thế giới. Và cũng có được nữa là một điều may mắn là thuốc men và những phương tiện hỗ trợ kỹ thuật cũng rất là khả quan. Và cái tỷ lệ bỏ trị đã từ cái ngày xưa rất là lớn, bây giờ đã giảm đi rất là nhiều. Trong khi đó thì cái tỷ lệ điều trị thành công từ ngày xưa rất là thấp. Thì bây giờ với những cái phác đồ điều trị cập nhật như vậy, đánh được vào cái đích, thì cái tỷ lệ cứu sống và kéo dài thời gian sống đã được cải thiện rất là rõ rệt. Đặc biệt là những cái bệnh nhân ví dụ như là bạch cầu cấp dòng lympho nguy cơ thường, rồi những một số cái loại u đặc, thì cái tiến triển và cái đáp ứng điều trị rất là ngoạn mục. Một bệnh nhân mắc ung thư kéo theo sự lo lắng của rất nhiều người. Điều này buộc người nhà và phụ huynh thường xuyên tìm kiếm thông tin về bệnh và các phương pháp chăm sóc phù hợp. Thế nhưng không phải mọi thông tin đều chính xác, đặc biệt là thông tin trên mạng. Thưa quý vị và các bạn, tìm kiếm những thông tin về bệnh tật, cả triệu chứng, dự phòng hay là điều trị đã trở nên rất là đơn giản trong thời đại ngày nay. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng thì chúng ta đã có thể tra cứu bất kỳ thông tin gì. Tuy nhiên, với tình trạng mà tin giả tràn lan như hiện nay thì người tìm kiếm thông tin cũng rất là khó để phân biệt được đâu là tin giả và đâu là những thông tin đáng tin cậy. Và trên thực tế thì đã có không ít bệnh nhân đã phải tiền mất tật mang, thậm chí là mất đi cơ hội được điều trị thành công chỉ vì tin vào những quảng cáo đầy rẫy trên môi trường mạng. Vậy thì đâu là địa chỉ tìm kiếm những thông tin chính xác và đáng tin cậy, đặc biệt là đối với những bệnh nan y như ung thư? Theo cả bác sĩ, việc điều trị thành công tùy thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết của bố mẹ, từ việc hiểu rõ cách điều trị đúng đắn, lẫn kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ tại nhà để phối hợp với y bác sĩ giúp các cháu giảm bớt triệu chứng do bệnh và tác dụng phụ do điều trị. Nhờ đó, bám sát lịch trình điều trị để đạt kết quả tốt nhất. Dù nhiều bác sĩ đã hướng dẫn tận tình tại bệnh viện, có một thực tế là phụ huynh thường lo lắng và lên mạng tự tìm kiếm thông tin. Đây là nhu cầu tự nhiên của các bậc cha mẹ và người thân. Tuy nhiên, không gian mạng hiện không an toàn vì có quá nhiều thông tin bẩn, tin đồn liên quan tới ung thư.
và việc tiếp xúc với những tin này có thể làm bệnh nhân đi lệch hướng điều trị, không nhận được chăm sóc hỗ trợ phù hợp. Những nghiên cứu ở nước ngoài đã cho thấy sự thiếu hiểu biết y tế có thể dẫn đến bỏ trì, làm giảm chất lượng cuộc sống và tăng nguy cơ tử vong của trẻ. Khi mà đi khám các bác sĩ biết rồi thì em cũng lên mạng tìm hiểu thông tin về bệnh và vào cái trang mà giống như kiểu về bệnh ung thư. Mỗi người hoặc là mỗi nơi tìm hiểu thì hẳn có những cái thông tin cùng là chăm sóc giống nhau, nhưng mà cũng có cái thì khác nhau. Nhưng mà giống như mình cũng theo mà chúng mình thấy cái việc gặp mẹ sử dụng nhiều á, chấm con thì em vui hết. Từ thực tế trên, năm 2018, Tổ chức Y học Cộng đồng đã xây dựng hoàn chỉnh một website với tên miền yhocongdong.com, chứa hơn 3.000 bài viết về y học tổng quát và hơn 550 bài viết hệ thống về nhiều loại ung thư và cách chăm sóc điều trị dựa trên nguồn tham khảo uy tín của nước ngoài với ngôn ngữ dễ hiểu cho bệnh nhân và người thân tra cứu. Tuy nhiên, những thông tin này cần được gửi đến bệnh nhân và người thân theo tiếp cận thông minh hơn, tích cực hơn qua app trên điện thoại di động để giảm thiểu nguy cơ bệnh nhân bị dẫn dắt tới nguồn tin sai, tin đều. Nhóm nghiên cứu vừa hoàn thành app trên điện thoại di động để giúp bệnh nhân đọc bài viết liên quan tới căn bệnh của mình, tìm kiếm thông tin thông minh, hiểu biết hơn về cách xử trí triệu chứng, bao gồm việc cảnh báo khi nào nên đi khám bác sĩ. Đó là tiền đề để ứng dụng HPU hỗ trợ bệnh nhân ung thư ra đời. Chỉ mất vài phút thì Diễm My đã tải được ứng dụng HPU hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Đây là kết quả nghiên cứu của tiến sĩ bác sĩ Phạm Nguyên Quý và tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Châu Đức cùng với cả công sự của mình trong 2 năm qua. Và hiện nay thì HPU đã có mặt ở 2 nền tảng iOS và Android và chúng ta có thể tải miễn phí. Bây giờ hãy cùng tìm hiểu những tính năng của ứng dụng này. Ứng dụng HPU hỗ trợ bệnh nhân ung thư là một app hoàn toàn miễn phí được phát triển với mục đích có thể giúp bệnh nhân và người thân được an toàn và an tâm hơn về mặt thông tin, có thêm bạn đồng hành thông minh trong quá trình chữa bệnh. Ứng dụng được phát triển với giao diện thông minh và dễ hiểu, bao gồm các mô đun thiết thực như từ điển ung thư nhi khoa. Đây là tổng hợp rất nhiều thông tin y khoa hữu ích và chính xác liên quan đến ung thư. Cả ba việc liên kết trong ứng dụng được chuyển ngữ từ cả website y học uy tín trên thế giới. Người dùng còn có thể tra cứu thông minh kèm chatbot thân thiện để báo động các triệu chứng cần tìm chăm sóc y tế. Ứng dụng còn có nhiều mục khác nhau liên quan đến chăm sóc y tế, quan tâm đến cảm xúc của bệnh nhân, tư vấn lối sống lành mạnh cùng nhiều thông tin hữu ích khác nhau. Dự án Vinh Dự được bình chọn là một trong 2 đề tài của toàn châu Á được quỹ Terumo Life Science Foundation Nhật Bản hỗ trợ tài chính năm 2018. Với sự phối hợp và thiết kế của Thạc sĩ Công nghệ Thông tin Trần Hữu Tuệ và Bác sĩ chuyên gia IT Nguyễn Quốc Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn là giảm bớt gánh nặng cho người nhà và bệnh nhân trong việc là tìm kiếm những thông tin liên quan đến ung thư, hỗ trợ những nguồn thông tin mới đáng tin cậy chính xác trong việc chăm sóc và điều trị ung thư để giúp cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có thể hiểu rõ về bệnh, các phương pháp điều trị cũng như là tin tưởng vào phác đồ điều trị, thì HPU là ứng dụng hỗ trợ điều trị ung thư đầu tiên ở Việt Nam và đây là một ứng dụng nó rất là hữu ích đối với cuộc chiến phòng chống và điều trị ung thư ở trẻ em. Đây là kết quả nghiên cứu và là tâm huyết của hai tác giả, đó là tiến sĩ bác sĩ Phạm Nguyên Quý, khoa nội khoa ung thư, Bệnh viện Trung ương Kyoto Minigen, Bệnh viện Đại học Kyoto, cùng với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Châu Đức, khoa nhi tiêu hóa dinh dưỡng bệnh nhiệt đới, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế và là giảng viên bộ môn nhi, Trường Đại học Y Dược Huế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một trong hai tác giả của đề tài này, đó là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Châu Đức. Giờ mình xin chào anh Châu Đức ạ. Vâng, chào. Anh Châu Đức thân mến, HPU là ứng dụng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư đầu tiên ở Việt Nam và nó được xây dựng dựa trên cái nhu cầu là tìm kiếm thông tin về điều trị bệnh ung thư ở trẻ em. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn về cái cơ sở hình thành và xây dựng của ứng dụng này ạ? Thì thật ra cả anh chị và quý độc giả thấy rằng biết rằng á là ung thư, tỷ lệ ung thư càng ngày càng tăng và cái nhu cầu tìm kiếm của thông tin của bố mẹ bệnh nhân cũng là rất là lớn, đúng không? Thì theo thống kê thì hàng năm ở Việt Nam thì ở trẻ em ung thư trẻ em thì có khoảng 1% so với là cái bệnh lý ung thư của chung nhập viện hàng năm. Tuy nhiên con số này nó tăng lên hàng ngày
Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng để mà đạt được cái tỷ lệ điều trị mong muốn có thể là sống trên 5 năm và không bệnh tật của ung thư trẻ em thì cái kiến thức của phụ huynh cũng như là cái khả năng theo điều trị chứ không bỏ trị là nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thực tế thì trong khi điều trị bệnh nhân ung thư trẻ em thì các bác sĩ ung thư cũng có tư vấn rất là kỹ. Tuy nhiên cái nhu cầu mà tìm hiểu thêm cái thông tin về bệnh lý cho con mình đó là những nhu cầu thực tế. Và họ thường lên tìm kiếm trên Google rồi hỏi cho những người thân. Và trên không gian mạng internet thì thông tin đó rất là nhiều, làm cho người dân dễ người nhà họ hoang mang không biết tin vào ai. Và không may nếu như mà bị những cái thành phần nó không tốt, người ta hướng dẫn theo những cái phương pháp mà không chính thống là dẫn đến cái khả năng là bỏ trì này, cũng như là không tin tưởng vào cái y học hiện đại, tây y hiện đại, làm cho cái tình trạng bệnh của lý của trẻ em càng ngày càng nặng nề hơn. Do vậy mà từ năm 2018 thì nhóm y học cộng đồng cố gắng làm thế nào để mà rút ngắn cái khoảng cách này giữa thông tin chính thống về ung thư cho trẻ em với là người nhà. Thì nhóm đã tích cực dịch bài tìm kiếm những cái nguồn thông tin về hỗ trợ bệnh nhân ung thư nhi, đặc biệt là ung thư trẻ em trên các website có uy tín của thế giới và truyền tải qua tiếng Việt, cũng như là truyền tải sang cái phong cách mà viết là dễ hiểu hơn, đi vào nó dễ đọc đối với là cái đủ thành phần của trong xã hội nhiều hơn. Và hiện nay thì nhóm đã thành lập và từ năm 2018 thì nhóm đã đến hiện tại thì viết được hơn 3.000 bài viết về thông tin y tế chung, và trong đó đặc biệt về thông tin riêng về ung thư trẻ em là hơn gần 600 bài, và cái con số này nhóm cũng đang tiếp tục làm. Và để truyền tải một cách mà nó an toàn cũng như là trực tiếp đến cho người nhà bệnh nhân hơn thì nhóm cũng nghĩ ra một phương pháp, đó là tạo thành một cái ứng dụng trên điện thoại thông minh để mà từ đó người nhà có thể truy cập vào đó, nó tránh đi cái trường hợp là khi mà truy cập trên mạng hoặc truy cập qua những cái trang web khác thì nó sẽ dẫn đến những cái đường link không có tốt, này giống như người ta quảng cáo về những thực phẩm chức năng mà nó không đúng với là cái liệu pháp điều trị, nó gây hoang mang và cũng như là gây giảm cái chức năng sống cũng như là cái khả năng điều trị ở trẻ em ung thư. Thì đó là một cái cơ sở để nhóm cố gắng để mà truyền tải bằng cách là qua cái app HBU hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Và hiện nay thì cái ứng dụng này thì đã được nhóm hoàn thiện, và 1/6/2020 này thì nhóm đã đưa lên trên hai cái hệ điều hành luôn, đó là iOS và Android. Thưa anh Châu Đức, là lúc này thì Diễm My cũng đã thử tải và tìm hiểu một vài tính năng của ứng dụng, nhưng mà bởi vì không phải là đối tượng mà ứng dụng hướng đến cho nên là cũng thực sự chưa hiểu rõ được cái tính năng cũng như là cái sự hữu dụng của nó. Anh có thể nói rõ hơn về cái tính ưu việt của HBU đối với các bệnh nhi ung thư ạ? Hiện nay cái ứng dụng về tìm kiếm thông tin có rất là nhiều trên thế giới, người ta làm rất là nhiều, tuy nhiên rất là ít những ứng dụng riêng về cái bệnh nhân ung thư trẻ em. Thì chủ yếu là cho người lớn như là ung thư vú chẳng hạn thì người ta làm rất là nhiều, nhưng mà ung thư trẻ em thì hầu như là rất là ít. Và đặc biệt thì ở Việt Nam thì đây là một cái ứng dụng đầu tiên có chuyên về cho ung thư, đặc biệt là ung thư trẻ em. Thì cái ứng dụng này nó có rất là nhiều module, thì hiện tại chúng tôi chỉ mới đang triển khai khoảng là 3 module chính. Đó là một là cái tra cứu điện tử, về thư viện điện tử về cái thông tin về các bệnh ung thư. Cái thứ hai là kiểm tra những cái triệu chứng phụ này, rồi chăm sóc giảm nhẹ, cũng như là có cái bot chat thông minh, cái này là robot chat. Với là robot thì bệnh nhân có thể là đánh một cái triệu chứng của con mình vào, ví dụ như là tác dụng phụ của ung thư như là tê tay chẳng hạn, nha, vì tê thì cần đánh chữ tê vào, thì khi đó là cái con robot này nó rất là thông minh, thì nó sẽ tìm tất cả những cái triệu chứng phụ mà có liên quan tới tê đó, nó đưa ra list ra để cho bệnh nhân tự tìm hiểu, và nó hỏi thử là có con của bạn có đúng là đang ở trong cái tê do cái triệu chứng bệnh này hay không, hay là do điều trị thuốc này hay không. Ngoài ra có thêm một cái thông minh của con robot này nữa, đó là vì không phải người nào họ cũng biết con họ là bị bệnh ung thư loại gì, thì chỉ cần đánh vào là ung thư máu, đây đặc biệt là ung thư máu là chiếm tỷ lệ rất là cao ở bệnh ung thư trẻ em, trên 80% là chủ yếu là ung thư máu, thì chỉ cần đánh ung thư máu thôi thì robot đã có thể tự động tìm ra tất cả những cái bài mà có về ung thư máu và bạch cầu cấp, dòng lympho, vân vân,
u nông Hodgkin vân vân, thì chỉ cần đánh ung thư máu vào là nó đã hiện ra những cái danh sách bài đó. Ngoài ra thì có cái từ điển về các bệnh ung thư trẻ em á, thì khi mà người thân của các em mà biết về các bệnh lý này, người ta muốn tìm hiểu thông tin, thì chúng tôi đã có bài sẵn dịch từ các nguồn thông tin chính thống, một người dịch và đặc biệt là hai bác sĩ chuyên ngành về ung thư hiệu đỉnh, để cho nó đảm bảo về tính chính thống của thông tin cũng như là an toàn với bệnh nhân, và người ta có thể an tâm khi mà đọc cái nguồn thông tin này là nguồn thông tin có giá trị. Tiếp theo nữa thì có một cái nữa chúng tôi có thể tạo trên cái app này, đó là tìm những cái triệu chứng mà cảnh báo. Ví dụ như là nếu như mà con họ sốt chẳng hạn, đặc biệt là sốt do trong bệnh ung thư thì hay sốt do giảm bạch cầu á, thì nó sốt rất là cao và nên tình trạng nguy hiểm. Thì khi mà đánh chữ sốt vào thì cái app và cái ứng dụng này nó thông minh, nó sẽ làm cho đưa ra những cái khuyến cáo. Thứ nhất là nếu mà rõ ràng con bạn đang sốt cao mức độ như thế nào thì cần phải đi bệnh viện liên hệ ngay với bác sĩ. Còn những mức độ nhẹ hơn thì nếu như tiếp tục, nó sẽ có hai cái gợi ý: một là đi khám bác sĩ ngay, thứ hai là tôi đã hiểu và muốn tiếp tục tìm hiểu về thông tin, thì chúng ta chỉ cần kích vào thì nó sẽ liệt kê ra những cái bệnh lý liên quan, và tức là hỏi những câu phù sốt rồi kèm đau đầu hay đau bụng gì hay không, thì dựa trên những cái triệu chứng đó thì con robot nó sẽ list ra những cái bệnh có khả năng bệnh gì để người nhà có thể tìm hiểu trước khi mà đi khám với bác sĩ. Như anh Châu Đức vừa chia sẻ thì ứng dụng này đã được hoàn thiện và cũng đang từng bước cải thiện tính năng mới. Anh có thể chia sẻ thêm về lộ trình cũng như là mong muốn của nhóm tác giả khi mà thực hiện ứng dụng này ạ? Vâng, cảm ơn. Thì trước mắt là ứng dụng đã hoàn thiện. Tuy nhiên để muốn nó hoàn thiện hơn và nó đi thực tế vào trong cái bối cảnh của người Việt Nam mình á, thì chúng tôi cũng không phải rất là cố gắng hơn nữa. Nên để mà muốn biết người dân cần cái gì, cái app này có trở ngại gì, thì chúng tôi tiến tới á, là sẽ nghiên cứu thực nghiệm pha 1 ở trên lâm sàng đối với những người nhà có con là bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Trung ương Huế. Điều này đã rất là được sự đồng tình ủng hộ của ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, và sắp tới chúng tôi sẽ triển khai cái vấn đề này để đánh giá cái tính khả thi cũng như là tính hữu dụng của cái ứng dụng này. Tính khả thi tức là đánh giá có thử cái ứng dụng này tải về cài đặt có dễ hay không, giao diện nó có dễ nhìn hay không, rồi những cái thông tin ở trên ứng dụng này á, nó có phù hợp với là cái mong muốn tìm kiếm của người dân hay là không, của người thân, chính bản thân người thân hay là không. Còn tính hữu dụng á, thì có nghĩa là lúc trước chưa có cái app này á, thì người dân rất là hoang mang, họ không biết tìm kiếm thông tin ở đâu. Vậy thì sau khi thông qua app thì chúng tôi sẽ đánh giá lại trước khi và sau khi sử dụng app này á, thì từ đánh giá bản thân của người thân á, có cảm thấy mình tăng cái kiến thức về ung thư, về bệnh lý của con mình hay là không. Cái thứ hai là có tăng cái khả năng là có khả năng tự chăm sóc con khi mà đang bị ung thư, có những tác dụng phụ hay là không. Về tương lai thì có rất nhiều dự định, thứ nhất là hoàn thiện này, thứ hai là nhất là cái chatbot mà cái robot đó, thì bây giờ là vẫn đang chúng tôi đã làm được qua đó là chuyện có thể tra cứu qua giọng nói, có nghĩa là mình không cần phải đánh nữa mà mình chỉ cần nói giống như là Siri hay là Google đấy. Ở Siri chỉ cần nói thì cái robot này nó sẽ tự động tìm, không? Cái thứ ba nữa là sắp tới chúng ta sẽ tích hợp thêm một cái chatbot vào, là cái chatbot nói giữa, bây giờ là đang bot chat với là robot tự động, nhưng mà chúng tôi sẽ tích hợp vào đó là cái hộp chat trực tiếp với là bác sĩ. Khi mà nếu như bác sĩ hay là bệnh nhân ta sử dụng cái app này thì người ta có hẹn cái thời điểm để lên mà trao đổi, không? Thì nó rất là tốt cho bệnh nhân trong cái trường hợp là ở xa không có thể đi tới tư vấn kịp thời trở về là bác sĩ của mình. Diễm My được biết là để mà thực hiện cái ứng dụng như thế này thì cần một nguồn kinh phí rất là lớn và thời gian cũng rất là tốn kém. Vậy thì nhóm tác giả đã trải qua một quá trình như thế nào để có thể cho ra đời một ứng dụng miễn phí và hữu dụng như thế này ạ? Thật ra trong nhóm á, người nào cũng có rất là mong muốn trăn trở là làm thế nào để tăng cái chất lượng sống của bệnh nhân ung thư. Nên trước mắt cái thuận lợi là mọi người đều có tâm hướng về cái bệnh nhân, nên công việc rất là thuận lợi. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là về kinh phí. Thì cũng vì cái nhiệt tâm làm để hỗ trợ cái cho bệnh nhân ung thư, nên mà nhóm mới quyết định làm việc một cái đề tài, đề cương về cái app ứng dụng này. Thì rất là may mắn, năm 2018 đề tài là một trong hai đề tài toàn châu Á
được quỹ Terimo chọn làm để mà tài trợ tài chính. Thì tài trợ thì cũng chính những nguồn tài trợ của Terimo này mà chúng tôi có cái nguồn kinh phí để dịch bài này, rồi làm cái app này. Cái thứ ba nữa cái quan trọng nhất đó là ngoài cái sự ủng hộ của là về phía của nhóm bác sĩ hoặc là và những nhóm không phải là bác sĩ, nhất là nhóm tình nguyện viên á, thì có thêm một nhóm hỗ trợ, đó là nhóm hỗ trợ về IT, thì có được thạc sĩ cử nhân công nghệ thông tin tuệ và bác sĩ chuyên về IT anh Tuấn á, thì hỗ trợ để mà triển khai làm cái app này. Như vậy là tất nhiên một mình thì chúng tôi thì không thể làm được, nhưng mà nhờ sự đồng lòng cũng như là hỗ trợ về mặt tất cả vật chất và tinh thần của tất cả các nhóm trong y học cộng đồng thì chúng tôi mới hoàn thiện được cái app này. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Châu Đức. Và bây giờ thì Diễm My cũng rất là muốn được trò chuyện với cộng sự của anh là tiến sĩ bác sĩ Phạm Nguyên Quý từ Nhật Bản, được không ạ? Từ đầu cầu Việt Nam, Diễm My từ chuyên mục Sống Khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin gửi lời chào đến tiến sĩ bác sĩ Phạm Nguyên Quý ạ. Dạ, xin chào Diễm My và quý khán giả. Dạ vâng ạ. Anh Nguyễn Quý thân mến, vừa nãy thì Diễm My cũng đã được trò chuyện với anh Châu Đức về cái ứng dụng HBU của anh cùng với anh Châu Đức và cả cộng sự của mình. Và Diễm My cũng rất là muốn được trò chuyện với anh Nguyễn Quý về cái ứng dụng này. Và trước thế thì anh Nguyễn Quý có thể là cho Diễm My được biết là cái tình trạng mà các bệnh nhi bị ung thư ở Nhật Bản hiện nay như thế nào ạ? Và nó có sự tương đồng như thế nào đối với các bệnh nhi ung thư ở trẻ em không ạ thưa anh? Theo cái nhận biết của Quý thì là người thân và gia đình cũng như là những người xung quanh bệnh nhân, họ nhận thức rất là rõ là căn bệnh này có thể được chữa với khả năng rất là cao, và họ cũng biết được là nếu mình không phải là nhân viên y tế, không phải là bác sĩ thì họ tuyệt đối là không có xen ngang vào cái nội dung điều trị, mà họ chỉ là hỗ trợ với mặt tinh thần để cho người bệnh an tâm hơn trong quá trình điều trị mà thôi. Theo lời quan sát của Quý thì hầu hết các cái trung tâm ung thư là đến đâu là họ đều có những cái pamphlet hoặc là những cái cuốn sách nhỏ nhỏ giải thích về căn bệnh, giải thích về cách điều trị và cách chăm sóc tại nhà để cho bệnh nhân và người thân có thể hiểu biết và tuân thủ những cái lời khuyên của bác sĩ tốt hơn. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn về cái chương trình chăm sóc cả bệnh nhi ung thư ở Nhật Bản ạ? Vâng, như Diễm My biết đó là chăm sóc ung thư là nó đòi hỏi phải có một sự phối hợp đa chuyên ngành, mà không chỉ là chăm sóc ở trong bệnh viện mà còn là chăm sóc tại nhà. Và trong trường hợp bệnh nhân ung thư nhi khoa là họ còn có một cái sự phát triển qua cả cái thời kỳ thanh thiếu niên, và sau đó là có bạn gái rồi dựng vợ gả chồng. Thì có nghĩa là cái sự thay đổi về tâm lý nó rất là lớn và yêu cầu một cái sự chăm sóc liên tục và đa dạng của các cái thành phần khác nhau trong xã hội. Đơn cử ví dụ như là trong thời gian điều trị tại bệnh viện thì bên Nhật họ cũng có những người cô giáo đặc biệt đến bệnh viện để dạy cho các em, rồi sau khi ra viện tại hòa nhập cộng đồng thì cũng có những cái thầy cô giáo có kiến thức về ung thư để mà họ theo dõi và họ làm sao để giảm bớt những kỳ thị dành cho các em, cũng giúp các em hòa nhập với là cái cuộc sống ở trường học tốt hơn. Ở Nhật Bản người ta có sử dụng những cái ứng dụng như là HBU mà các anh vừa thực hiện hay không ạ? Vâng, thực ra những cái ứng dụng mà giống y chang HBU thì chưa hề có, mà họ cũng chỉ gọi là làm theo những cái app đã có sẵn ở Mỹ, ví dụ như là giúp cho các trẻ chơi game nhưng mà theo những cái nội dung là giống như điều trị vậy, để cho các em làm quen về cái nội dung điều trị, hoặc là những cái app để mà làm giảm cái căng thẳng trong quá trình điều trị và cũng cung cấp thông tin cho bệnh nhân và người thân. Tuy nhiên Nhật Bản thì như quý chia sẻ lúc nãy đó, tức là người ta có một cái cách thức chăm sóc bệnh tổng hợp và liên tục, cho nên là nhìn chung là người bệnh và gia đình không có bị thiếu thốn với thông tin, và họ gần như là tuyệt đối nghe lời bác sĩ, có chuyện gì là họ cũng gọi ngay lên bệnh viện, cho nên là cái nhu cầu phải dùng app nó không có cao. Đó là một cái lý do mà tại sao cái tổ chức Terumo là đã đánh giá rất là cao cái dự án này của chúng tôi, và họ nghĩ rằng là ở những cái nước mà đang phát triển mà còn thiếu thốn với thông tin thì cái tiếp cận với app này nó sẽ trở thành một cái người vệ sĩ về mặt thông tin để giúp cho bệnh nhân an tâm và an toàn trong quá trình điều trị. Dạ. Vậy thì khi mà cùng nhau thực hiện cái ứng dụng này thì mong muốn của anh Nguyễn Quý đó là gì?
Tuy nhiên cái mong muốn cuối cùng của mình là cái app này nó thực sự là hữu ích cho bệnh nhân, mà trước hết là bệnh nhân và gia đình phải quý mến cái app, xài cái app thường xuyên, và đương nhiên là feedback cho chúng tôi biết cái cảm nhận cũng như là cần phải cải thiện gì để cái app này thực sự là một cái người đồng hành đối với họ, và sau đó hy vọng là có thể giúp họ được an tâm hơn, không có bị nhiều loạn bởi những cái tin bẩn ở trên mạng, và họ hiểu lời dặn của bác sĩ hơn và theo cái điều trị để mà có một cái chất lượng cuộc sống tốt cũng như là có kết quả điều trị tốt nhất. Vâng ạ. Diễm My cũng được nghe anh Châu Đức chia sẻ rằng là nhóm tác giả vẫn mong muốn là sẽ cải thiện nhiều tính năng mới hơn nữa cho ứng dụng này, và hy vọng rằng là cái quá trình hoàn thiện đó sẽ đến thật là sớm để mà có thể cung cấp cho cả bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân những thông tin hữu ích trong việc chăm sóc và điều trị cho cả bệnh nhi ung thư ạ. Xin cảm ơn anh Minh Kỳ rất là nhiều ạ. Vâng, chúng tôi hy vọng như vậy. Cảm ơn Diễm My và quý khán giả đã lắng nghe.